Em chào các bác nhá. Hôm nay thì em đã xả một đôi loa Victor dàn đại cho các bác nào ai thích những cái con loa dàn đại để về để nghe nhạc nhé. Đây là một con Victor mã là con DC770, gần như là dòng kịch số của dòng DC luôn. Trên nó chỉ còn một con là con 990 là hết cỡ rồi. Đấy DC990 và con này DC770 nhá. Công suất của loa là 100W trở kháng 6 ohm và giải tần số từ 40 cho đến 20.000 Hz nhá. 40 Hz cho đến 20 kHz, nó chính là 20.000 Hz. Được chưa? Đấy, loa của Victor, thương hiệu chó nghỉ kèn. Đấy. Loa này là loa dòng Launic AG Magnetic Flux Seeker. Đấy. Tức là cái dòng này là dòng loa màng màng nhựa mang magnetic nhá. Đấy. Gân nó mút xốp. Đấy, gân mút xốp, gân biếc là vẫn còn ok nha các bác nhá. Về dùng vẫn ok luôn, em test là bát biếc vẫn chạy. Ok. Cái loa này em sẽ bán xả thanh lý nhá. Đấy, mà xả thanh lý. Những cái đôi loa này thường là nó khoảng 2 triệu rưỡi những đôi loa đẹp. Nhưng mà đôi này thì em bán rẻ một nửa giá thôi. Là 1.200.000. Đấy. Thì tại sao lại bán 1.200.000? Bởi vì cái này về em đang test có một cái loa chung đây. Cái loa bên này thì loa chung vẫn có tiếng này, còn loa chung bên này thì hiện tại là em nghe là em không thấy có tiếng. Em test là không thấy có tiếng nhá. Với đấy càng vẫn đủ này. Này. Đấy càng thì vẫn đủ này. Đấy càng vẫn đủ này. Đấy nhá, cái cao thì vẫn đủ này. Đấy, còn cái đằng sau đây thì có một loa nó hơi bị ấy một tí cái diềm này. Cái loa này thì ok. Đấy, đấy nhá, loa này thì ok. Đấy. 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 Hàng loa made in Japan các bác nhé, made in Japan. Đấy, về các bác có thể là lấy bộ, các bác nào mấy thì là anh em thợ về thì có thể là đây lấy cái một cái thước hay là một cái gì đấy đặt vào đây xong rồi cho mùn cưa vào đây đắp lại cái viền này này, đắp lại cái viền này là được nhá, và mình xịt lại sơn đen vào đây là nó lại đẹp như mới thôi. Đấy, còn đấy thì là anh em thợ làm thì chắc là anh, mọi người tự biết cách làm thế nào xử lý cho nó tốt đúng không ạ. Còn em nhà em không có mông má, là một cái, thứ hai là đấy nó có sai bán vậy luôn nên là các bác có thể biết nhà tình trạng nó như nào em báo nguyên như vậy luôn nhá. Đấy, như con này hiện tại là đang có một loa chung bên này. Nó đang không có tiếng nha đây. Nếu nghe bình thường trên điện thoại như này thì các bác sẽ thấy là các cái tiếng gần như là vẫn đủ, thì hơi tối tối một tí thì vẫn chung đúng không? Thì bây giờ em chuyển sang loa này, các bác nghe được tiếng chung sẽ sáng hơn này. Đây, bây giờ em chuyển sang loa này này. Các bác nghe được rõ ràng là cái tiếng guitar nó phải nghe rõ hơn đúng không? Tép thì nghe đầy đủ nhá. Loa đây em cũng chưa có bỏ ra kiểm tra xem là nó bị cái gì đâu. Đấy. Đấy, em thử bỏ cái này xem liệu có phải dây tuột không nhá. Đây nhá, thì là em bỏ ra thì thấy là ok, là dây là nó vẫn đang không bị tuột này. Đó, thì khả năng cao là cái dầu của cái loa có thể nó đang bị đứt hoặc là gì đấy, thì mọi người về xử lý nhá. Con này có một gốc bên ngoài này, sau đó ở bên trong có cái loa chung này. Đấy, loa màng bằng giấy gân vải các bác nhé, gân vải xếp này rất là đẹp, có thấy không ạ, bỏ con trùng ra mới thấy biết con trùng rất là đẹp nhé. Hàng của JVC và cũng là da bẩn luôn này. Đấy. Củ từ kép rất là khôn. Đấy. Ok nhá. Đấy. Còn nguyên nhân tại sao nó không có tiếng trùng thì chưa biết đây, thì cái về này các bác về các bác tự kiểm tra nhé. Bát đây cũng rất là to, củ bát rất là to này, tranh thủ nhìn luôn. À, tép thì chắc không nhìn thấy rồi, nhưng mà tép bằng giấy nhé. À, chắc chắn là không phải tép thạch anh, mà tép bằng giấy này thì cũng là phải là tép từ kép rồi. Nói chung con Victor này là thiết kế ok, thành vách các thứ dày,
thùng đất các thứ dày dặn. Đấy, thì em bán con này xả nhanh là 1,2 triệu. Nếu bác nào mà có nhu cầu mua, có nhà ý mua thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhé. Đấy. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em.